vùng nằm xa của Bắc Linh Sơn là đi 87 anh, hy sinh hết 43 anh, còn về nhà hết còn có 44 anh. Và riêng xã Yên Trung là đợt đó là đợt thứ 3, là đi 13 anh thì về nhà được 4, trong đó có tôi. Mà về nhà thì trên có 2 thì không có 2. Nên rất là vinh dự được hôm nay được các cấp lãnh đạo từ thôn đến xã đến đơn vị của Hoàng Bà. Trước mắt thay mặt ở đây xin cảm ơn và chúc cán bộ địa phương hoàn thành cái nghĩa vụ đối với lãnh đạo của nhà nước và chăm lo đến đời sống những cái gia đình chính sách. Chúc cho trong đơn vị và cũng như thể tất cả cán bộ chiến sĩ trong tiểu đoàn ba mạnh khỏe, hạnh phúc, quyết tâm tức là bảo vệ tổ quốc. Trong cái chế độ bảo vệ tổ quốc có ba thế hệ đánh Mỹ này, bác đã nói là bác cháu ta cùng nhau giữ lấy nước. Bây giờ cái thế hệ cuối cùng là cái thế hệ giữ lấy nước, mà giữ còn khó hơn đánh. Đánh thì dễ, đánh thì một là mày sống mà hai là tao sống, nhưng mà giữ thì rất khó, nó đa dạng cái giữ. Bên cạnh đó nó còn bao nhiêu cái năm của mình biết là nhiều mình phải là tăng quân cũng rất là nhiều. Thế nhưng mà thì chúng tôi đi cũng nói thật là trước kia thì có một số là lớp cán bộ trẻ chúng tôi được tôi luyện trong chiến đấu này, được đảng và bác tức là trao cho mình cái dòng máu của bác Hồ này, thì về từ trước giờ là tôi vẫn còn lòng theo đảng không, nó không theo đảng theo ai. Đấy, rõ ràng là như thế. Bây giờ tôi nói giả sử bây giờ mà thằng Mỹ nó có nhảy vào thì những người chạy trước và theo đảng phải là tôi cùng, nếu không thì nó xin cái đâu mất cái chỗ mà nó bởi vì anh nó không sẵn đâu ạ. Thế cho nên là đấy một là, nhưng ngoài ra nữa thì đối với địa phương thì đúng rồi, rất là xây dựng cái quê hương, trong quê hương rong và đẹp thì trong đó nó có bản thân vợ con với bản thân rất là phấn khởi. Và một xin nữa trước lãnh đạo của xã này, của thôn này, các anh ở xa thì cũng nói là sẽ phấn đấu cho nhà nước đến hồi thở cuối cùng này, đến bao giờ mà còn có một hồi nữa già là trao đổi thì là tôi nhận có tốt.